đau gì vậy, mình lết mà bị hôn vô quần áo trên. Trời ơi, rất là tội nghiệp thầy quý quán chị. Nhà mình chỉ có thì hiện tại anh Sang đã đi về rồi, chị sẽ vô chăm thăm coi sẽ đại khái hỏi chuyện về cơ duyên nào mà hai anh chị gặp nhau. Trời ơi, chị cũng khổ chứ, con đi ngựa mà ở nhà mình nhỏ vậy này rồi cái đi bắt ốc, bơi xuồng đi bắt ốc quá rồi anh cũng đi ở thuê mướn cho người ta. Dạ. Rồi gặp rồi cái bắt đầu là nó động ngay ra cái chủ mà dẫn nó thuê mướn đó. Ta thấy gì người ta lấy thôi đi nó dẫn lên. Cũng như dẫn lên rồi cứ nó động ngay cái bà chủ mướn á bả về dẫn lên rồi gia đình mẹ rồi cũng thận. Ý rồi cũng ưng rồi đầu cho lấy đó. Mình đi bắt ốc. Dạ. Đó bắt ốc gặp ha. Bắt ốc đằng mình đó bà bắt ốc mua vàng với lại đăng lễ đăng đăng ký cho người ta đăng bắt tâm tâm. Em đi bơm nước cái trồng phân đỡ ta nhé. À, bằng nguồn ông à. Mùa mướn người ta nó nở mùa của người ta rồi cái bà chủ đó rồi bà mới dẫn lên dạ. Rồi thôi thì mẹ bà nói thôi bây giờ mày sống mình ơn mày nữa mình bị bệnh hoạn sao dạ. Cũng ơn rồi tới cũng nói là ông cũng làm bác được mâm cơm của ông bà vậy đó à. Rồi bên ảnh đưa qua anh qua thì được một chục người à. Bây giờ tới giờ sống tới giờ hai chồng cũng sống bình thường không có sao mà có cái mình đau mới chặt ảnh đi nuôi vậy đó. Đau có cái nhà thương như ông Thiên ý không? Như là hồi lúc xưa đó là khi mà gặp nhau là lúc năm bao nhiêu tuổi chị Duyên? Mới có 4, mà trong đó là 49 tuổi này, không có. Ở 49 hay là 47 gì đó quên rồi. Cũng lâu rồi đó, bữa nay hôm nay là chích 15 gì quên rồi đó à. Lâu rồi. Cũng lâu lắm rồi ha. Lâu rồi quên rồi không nhớ yeah. Từ ngày mổ giờ quên tới bên lui chú ơi không có nhớ hết trơn á. Quên điền liền à. Để đồ quá chút là quên rồi nhớ nhớ lâu quá rồi đó còn cái nhà dạ. Tôi nhớ là hình như là 4 năm không phải 43 giờ năm lên đây nè cao quá đau rồi mẹ ba như là em thấy là ở dưới đó ở dưới mé sông quá mỗi lần đau đi đầu là cổng chạy đi ra ngoài bị cầm bị chị bị lên máu này kia nọ đó rồi cái sợ rồi chạy cổng chị đi bệnh viện ra xe nào đi mới được dạ. Rồi thấy gì rồi cho anh đây đặng gần cái mé lộ nè đặng mình đi xe lo chịch ra chút còn đi chịch chút đi thì ở đây trước mặt của quý cô bác của anh chị đây là chị Duyên à. Bên đây là anh Sang thì chị Duyên là tôi có tuổi là 63 tuổi à. Thì anh Sang ở đây là tính cái thời điểm này là 36 không anh ơi à. Đúng tuổi luôn đấy ha dạ. Ừ. Dạ. Thì tôi cũng cọp đó tính cái con cọp mà tôi nhớ 36 hay 37 gì đó ui 63 à. Với 36 à. Hai cái tuổi cũng rất là trùng hợp ngẫu nhiên ha dạ, dạ. Thì hình như là lớn nhiều quá lớn yeah. Tuổi nhiều lắm mà không biết mình lớn hơn ảnh nhớ hai mấy tuổi lần dạ ba mấy sáu mấy là nhiều mà nói chung thì cũng cơ duyên hai người đến với nhau hay anh Sang dạ yeah. Ngày xưa là anh Sang hình như nghe nói là anh Sang chủ động mình đến với mình tìm đến cái chị Hà chị Duyên dạ yeah. Giống như mình tỏ tình trước hay sao anh anh Sang mình có thể là chia sẻ không như là cái hồi xưa cơ duyên nào mình gặp rồi mình yêu thương mình gặp bà đi bắt ốc rồi bà ghé mua cà phê đi chung với nhỏ đằng này nè ghé mua cà phê rồi tiệm đó là chủ chọc kẹo chọc xin số máy điện thoại chứ cho sao duyên nợ sao dính luôn rồi bà chủ mà ngước cho bà đó bà mai tức là hồi đó là bà chủ là Mai ha dạ. Ghé mua cà phê rồi cái đầu bả cũng thấy bả cũng nói tới lui bả nói mày chịu đi dạ. Tụi nghiệp nó miệng với nó đi nó ở nhà với tao nó cũng giỏi lắm dạ. Nói này rồi. Nhưng mình như vậy kiếm hai giò sao được dạ. Nói chung 12 cái hoàn cảnh mình cũng gần giống như nhau thì hai người quyết định là mình dạ. Ở chung một cái nhà để mà dạ. Chăm sóc lẫn nhau đại khái vậy với ảnh là cái nhà này đó là cái nhà thứ hai rồi nè ở bụi hết cái nhà như là nó mụn mục hết cái nhà rồi mất là thời điểm đó là anh Sang 20 mấy tuổi ha anh Sang 36 không hồi xưa cái lúc mà hai người sao mà mới ha hai mấy anh Sang nhớ không không nhớ nổi không nhớ nữa ha tôi còn khờ hơn cái quả nữa hơn mình nữa nói chung thì mình muốn sinh mình đi làm nên mình có nhớ luôn ha anh Sang quên đấy mình luôn không nhớ nhà anh em cũng đông rồi anh nào lớn mới đi bằng mướn bự chạy sống rồi sống vậy là anh Sang hồi nhỏ tới giờ mình giống như mình kiểu mình đi là sao giống như tha hương xa à, quê luôn anh sao xa dạ, đúng quê. Rồi có chưa? Tết hả có đám tiệc có gì bả anh lần hai lần rồi qua nữa vậy đó ừ. Vô chỗ màng bên đó ở đâu dưới mà dạ. Lâu hết sức mà cũng không biết á
Cảnh nói gì đó mở mười mấy năm gì đó mình không biết luôn. Thì có đi đâu đâu nhiều biết rồi mấy nhỏ. Thời đó đâu có tiền, ngày đâu có 2.000 một ngày nữa hả? Tháng 6.000 đó hả? Ghé ngoằn. Không có, cũng như người ta có nuôi cơm á nha. Mà có cái người ta đưa một ngày người ta đưa cho 2.000 bạc. Vì là hồi đó khoảng 9-10 năm về trước là một ngày chỉ cho trả 2.000 thôi. Tháng 6.000 cũng ngoằn. Anh em đông chia nhau đi ngoằn. Mình chút mưu sinh ăn. Chứ sao giờ bạn nhà chung thì người ta cũng nuôi cơm mình người ta đại khái thì ngày ngày ta trả cho mình 2.000 nữa thôi. Mình muốn chung cái gì mình thời muốn hai ngàn cũng rất là ít thôi. Cái đó tiền cũng quý lắm nữa. Anh mua là gấu cây con bị ăn vậy đó. Trả hai trả hai ngàn cho nít ngàn 2.000 lấy. Thì hai theo đại đề tiền đó thì cái số tiền nó vẫn còn giá trị. Còn giá trị đó anh mua vậy đó. Bây giờ mình mang được đồng tiền mình nhớ lại đó. Mà 2.000 mà 1.000 chứ còn 1.000 nữa dành sau này đau ốm. Đau dữ lắm chú ơi, chịch ra đi ra đầu lộn. Đó anh em nhiều đâu có gạo ăn, hủ qua ta, ta trồng mùa hè ta đem vô ta cho sắt khúc khúc cây này dành lộn ăn. Nhớ bây giờ giờ đâu có hủ qua. Như gốc gác của hai vợ chồng mình là ở đây luôn. Ở đây còn bà này ở đây còn em bên Nhân Mỹ bên á. Này em bên Nhân Mỹ à, bây giờ qua đây anh mướn. Qua đây mà mướn thì gặp bà. Anh Nhân Mỹ bác, Nhân Mỹ chỗ nãy nấu cái chỗ gì quên đó rồi. Cái gạch gì nè. Gạch bà đi. Như sống đây bà con tới gầm này kia ta cho thương tới cho gạo đồ ăn. Khổ cái mà là không có cái xe này người ta cho mắc lại tới nhà cho chứ mình đâu đi xin được đâu anh. Người ta đi cho gạo người ta đi xin gầm gầm nên mình đi xin được đâu, hai chồng cũng không đi xin được đó. Hình như chiếc xe của anh Sang chạy mới nãy đi về đó là chiếc xe đó là do được mạnh quân hỗ trợ hay sao? Dạ, ở dưới này ấp ba này người ta ông đó ông thương cũng cho như gia đình ta giàu thì ngưỡng mớ cái thiếu ta xin ở ngoài thêm người ta gắp cho mình đi bán cho nhanh hơn xe gặt này. Dạ đúng rồi, thấy xe gặt này anh đi thì cũng rất là cực. Lên gấp cầu anh đợi gần nửa tiếng thôi, mười mấy phút có mới mượn ta đẩy lên dùng nó mất thời gian đó không được. Vậy là một ngày mình đi bán bao nhiêu tờ anh Sang? Dạ cái này nghe chăng được bệnh có bán có 120 bán eo không. 9-10 giờ mới về tới nhà, có 12 giờ. Rồi cái đầu tí tới mơ nó hay bắn tới trưa nữa. Nhất này đi gạo cái tới 7 giờ cái mình về cái sáng 5 giờ đi vậy đó. Vậy đâu? Tổng cộng nguyên một ngày là anh bán 120 tờ. Có 120 đó. Rồi xong rồi mình bán tới giờ chiều 4 giờ rưỡi mấy mình làm số mình đi bán nữa. Để mà tranh thủ thời gian để mà kiếm tiền nữa anh Sang. Bán được chạy với số hơn ha. Chạy với số. Nhưng ta 2 giờ ta lậu vô quán tới nhà ta mời được mình ngồi xe nãy. Tới cho luôn bằng ta. Bán nó chậm hơn người ta cái vụ đó. Nói chung thì mình phải đi tới chỗ người ta để mình bây giờ có người ta uống chỗ nào uống rượu mấy người kia bán á, uống rượu người ta chạy vô người ta đưa cho mấy người uống rượu người ta mua. Còn như anh đi khó rồi như người ta bây giờ người ta nhậu người ta đâu có nhậu trước cửa đâu, bị dịch bệnh nè. Ta nhậu trong buồn trong biết không mà đi vô đâu được đâu mình bán. Nói chung thời buổi giờ dịch bệnh nên mình bán rất là khó khăn ha. Khó vậy đó. Giờ thì chăng được bệnh mặn đồng tiền chăng á. Nếu mà thu nhập 120 tờ đó là một mình thu nhập được 126.000. Ừ. Tiền xăng tiền xăng cổ như mình còn 100.000 cho bữa nào mà không cho thiếu rồi. Nếu mà mình cho thiếu là lấy tiền nhà đắp vô. Nếu bình thường mình bán là khu vực nào anh Sang? Dạ đi chợ Vĩnh Phú này chạy vòng cái Tắc Đao cái không hết chạy vòng lên đường Cần Đăng. Chạy xa lắm tí ở trên chợ Vĩnh Thanh được chứ. Mình đi chừng nào hết cái số mình mới về. Đi hoài. Chung thì mình cứ chạy nào hết với số mình cứ về thôi. Chung thì cũng rất là cực ha. Chung thì là anh Sang là 36, còn chị Duyên là 63, cách khoảng nhau là 27 tuổi. Lớn không nhớ 20 mấy hả? 27 tuổi. 20 mấy hả? Nhớ nhiều lắm. Lớn hơn 27 tuổi. Con số rất là hay ha, 36, 63. Cái này cũng như là cho em hỏi vui thôi ha. Như là hai vợ chồng từ hồi xưa tới giờ là cũng như là anh Sang thì còn nhỏ tuổi, còn chị Duyên là cũng nói chung là tuổi cũng lớn rồi, cũng lớn. Thì cũng như là hai vợ chồng hồi xưa giờ đó là khi về với nhau thành với nhau rồi là cũng như là có vui buồn có xích mích có gây lộn gì không? Có gây lộn mà ảnh nói nậu ngay ra lát như người ta mình nói ngay nha, như người ta thì người ta kể đi kia nọ người ta nói tao nhỏ tuổi mà sống với mày tỷ ảnh còn phân bì nữa mà ảnh không có nói. Không có không nói không nói rồi nhiều khi mình giận, nhiều khi mình tức quá, nhiều khi mình đau ốm á mình quạo lên đó tức quá, nhiều khi mình nhằn ảnh đánh thinh ảnh đánh về chừng nào lâu mình nói chừng nào đá miệng mình thôi rồi ảnh cũng không có trả lời ảnh làm thinh. Nếu mà như vậy là anh Sang là rất là hiền nha. Ảnh không có cự lại mà anh sao tuổi cũng cọp mà vậy đó.
ổng cọp mà sao hiền quá vậy. Ừ. Không nói nhiều khi bắt đầu nói lên được tiếng hai tiếng gì ổng chọc tức mình quạo mình quạo mình rồi. Qua nhà nhà không bỏ ra trước nằm cái gì rồi. Đi chỗ khác nằm. Nếu mà vợ chồng như vậy thì sẽ hạnh phúc, còn khi mà vợ giống như là vợ nóng mà chồng mà nóng lên thì hai người là gây lộn hoài luôn. Mà chồng nóng vợ nguội, vợ nóng chồng nguội thì sẽ hạnh phúc. Anh làm thân à, mình nói sao đâu mình nói giờ chừng nào mình thấy mình thoải mái nghĩ thì bắt đầu anh cũng đi mất tiêu rồi. Theo như anh Sang thì mình có suy nghĩ gì khi mà mình cưới vợ lớn tuổi không? Mình cũng không có suy nghĩ. Mình gì mình kiếm hai giò sao được. Gì nữa mình sống ai cười cười người ta, cả người ta ta cười cái người ta có giúp mình được đâu. Dạ. Như là Nguyễn sao mà vợ chồng mình hạnh phúc là được ha. Dạ, hai vợ chồng. Nhưng mà với cái điều đặc biệt là hai vợ chồng tuy là cách nhau là 27 tuổi nhưng mà chưa có con. Không có con nhưng mà cũng vẫn rất là hạnh phúc. Nó không có nghĩ gì chứ. Cái này là mọi người rất là hâm mộ luôn. Cái gì? Vậy đó hả? Ta nói ngay mặt mình luôn đó. Vậy đó hả? Có kệ đi. Dạ. Ai nói thì như cái nói. Dạ. Rồi nói rồi không biết bởi vì tối mà tối ngày cũng như là mình kêu nhiều khi anh cậu đó biết nghĩ sao mà kêu anh mà. Dạ. Thì mình kêu mà anh đó mình kêu dạ. Anh mình hơi lót tên mình kêu anh cậu cái không nói gì. Dạ. Nói chung là hai người cũng về đây sống chung. Nhưng mà những cái xóm chòm, những bà con ở đây cũng dị nghị về ta hai anh chị. Ta nói thì nọ, ta nói cho con. Thì nói chung thì ai nói gì nói hay sao anh Sang? Mình nói, ta nói. Nói chung thì mình tự mình làm để mình lo cho bản thân mình thôi. Chứ người ta đâu chứ, có ai có mà lo cho mình được không? À, đúng rồi. Thì đèn nhai nó sáng nè. Với thêm cái là cái này là theo em nghĩ là cái này là chuyện tình yêu lớn nhỏ nhưng không quan trọng. Quan trọng là khi mà yêu nhau mà chung thủy hạnh phúc với nhau là được. Chứ cái duyên số đâu sao mình cũng không biết nữa chứ mà anh nói hồi nào giờ mình cũng không thấy duyên gặp nữa vậy đó. Tự nhiên gặp đâu cũng không được mấy tháng gì trơn cái bà dặn lên gầm cái bắt đầu vẫn làm đám cưới đâu. 6/7 gì nè cũng gần tới gấp năm hay gì. 6/7 vậy là hồi xưa là khi mà chuẩn bị đám cưới là dặn hay sao cái vấn đề gì? Không, cũng như gần tới mà đúng năm đây nè. Cũng như là cấp cưới đó là tháng 6, tháng 7 gì đây nè, tới nè. Mà bình thường chú không có nhận hờn chứ á. Mà nói không, bà chị mình bá đắc dữ lắm, là chị thứ hai á. Bà nói cưng ơi, cưng đi chứ sao này mày ở mình ơi mày vậy rồi mày bệnh hoạn sao. Bà nói vậy đó chứ nó mẹ mình được quay cũng đốc trơn á. Sợ mình sau này có mình nó dò cắn mày gì mày đau bệnh thiệt. Gặp mà đau tới giờ không có ánh chắc không biết làm sao. Đau dữ lắm luôn. Đau nhiều. Buông ra mới về sống ảnh chưa tới đâu trơn cái đi nhà bệnh mổ rồi. Đi xuống nhà nhà thương nó dưới đâu 20 mấy ngày. Nhà mình bị gì chị Duyên? U nang mà cục mà cái lúc đó thì tôi không thấy mà nghe tới chừng nói lại là nghe nói bằng ba cái ngoài cái ngoài, cũng như là đổ. Cái mà cháy vườn còn cứ tôi kêu gửi thành phố 1 tháng xuống thí nghiệm gì đó rồi trốn luôn tới giờ một cục đó là mình ta lấy cục đó ra là tới mà nói 3 kg luôn mấy đó mà hồi cấp mà chú biết không cấp mà xuống dưới đó chụp hình với ấy đồ trên trời là người ta chuyển thành phố đó rồi chị em sức năng nỉ rồi năng nỉ cũng như là mình không có tiền đi á. Rồi mình lúc đó là mổ là cha mẹ anh chị em chồng con gì cũng phải ký hết trơn. Chồng mình cũng ký luôn. Ký rằng nếu mình ta mổ mà có chết là mình không thường ta đó. Rồi bổ thí mẹ mà nó ngay con nó có hên cái là nó hơi lành tính là nó tròn như cái trái dừa. Trời đất ơi bự vậy đó hả? Nó tròn như trái dừa mà không có mà nhưng là nó không có rễ chăm ra. Còn như người ta nói nhỏ xíu gì như hột gà mà chăm như cái chôm chôm đó là vô thịt trong da mình mới chết á. Còn này nó cũng như bác sĩ đó mới cũng như là ông bà ông độ cái này nó lành tính nó bự vậy chứ nó tôi nói cái bụng như là có chữa vậy mình kia luôn vậy nè vậy đó hồi trước đó ha. Rồi cái mổ ra rồi nghỉ sanh luôn đâu có đòn sanh được nữa cũng như là khó u lành tính tính mà nó quá bự rồi người ta kêu gửi thành phố cho nó thí nghiệm rồi mình đóng 170.000 tiền cấp đó cấp 90 năm cấp trước cái cái căn bệnh đó là hồi đó bây giờ là khoảng bao lâu rồi chị Duyên? Đâu về với anh tới giờ chắc cũng có 7 năm hay gì rồi. 7 năm hay là như về anh là 90 năm nay đó là cũng như là năm trước qua năm sau là bị đó.
là cũng như hồi đó cũng như mình con gái thấy ủa sao mà cái bụng mình nó o o nó bự gì hoài. Rồi tới chừng đi về sống nhà con đâu mà ủa cái này không đâu vẫn vẫn phải như là như ý như có chữa vậy đó. Nó hành tôi mười mấy ngày đó trong nhà như là nó lạnh hoài vậy đó. Rồi mới chở đi rồi mới phát hiện ra đó. Chứ không thôi là ở nhà cũng tính là mình cũng như mình trúng nước mình nóng lạnh đi thôi. Ai đè đó nó nóng lạnh mình hoài. Thì nó quá bự rồi nó cái nó hành á. Dạ. Nó hành rồi nó mới bị. Rồi hiện tại bây giờ là ở trong căn nhà này là chỉ có hai vợ chồng. Có hai vợ chồng, lâu lâu rồi mẹ xuống chơi nè, chiều chiều mẹ xuống chơi với mẹ trên chợ. Bề ngang nhà này chắc khoảng em đoán chắc khoảng chừng 2 thước mấy gì. Dạ. Hai thước rưỡi. Hai mà thước rưỡi. Mà không biết lọt lòng được còn nhiêu đó biết đâu chứ cái bề đất gì nè là đo là hai có hai thước rưỡi à. Mà dạ, tại vì cái bề nó hơi dày thôi chứ hai chồng á vậy. Mình là bên đạo Phật giáo Hòa Hảo ha. Đạo Phật mình đó. Đạo Phật hả? Ừ, đạo Phật. Em thấy là có hình Đức Thầy. Ờ Bửu Sơn Kỳ Hương. Ờ. Cái đó là đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ờ điều giáo Hòa Hảo mình đó. Ừ, giáo Hòa Hảo mình đó. Dạ. Rồi có ông hình ông Nguyễn Trung Trực nữa. Có cái Nguyễn Trung Trực là lúc đó mấy đứa ông linh lắm á nghe chị. Mấy đứa em dâu á em dâu mình cho nó đi lễ rồi nó sao nó chồng nó tỉnh về nó cho mình treo. Là ông linh đó. À, đúng rồi, ông Nguyễn Trung Trực linh lắm. À, tới cái ngày của ông cũng như là dí cúng đó là được trời mưa hết trơn. Yeah. À, giống như là ở chùa bà chúa xứ Châu Đốc vậy đó. Hiện tại là bây giờ là chỉ có hai vợ chồng ở trong căn nhà như thế này. Yeah. Thì sau đây là mình sẽ quay cái phần kém may mắn của hai anh chị đó. Thì mình bị cái giò nào anh Sang? Giò này nữa. Dạ. Sang nó bị cái giò giò mặt còn mình giò trái mà mình còn cái giò này nó cũng bị luôn mà như cái chân này đúng không? Cái chân này thì bình thường còn không được cái chân bình thường mình. Nhưng mình còn là... cái giò mình rút lên. Chung thì ở đây chị Duyên thì hai cái chân đều bị teo hết. Bị teo còn dạ. Cái ảnh thì bắt đầu chung anh đang còn cái giò anh Sang thì được. Anh Sơn Sang may mắn hơn là được chỉ bị một chân thôi. Cái chân thì vẫn còn đi cò được. Còn mình thì vẫn mạnh khỏe bình thường cái chân đấy anh Sang. Mạnh anh bị nhảy đó. Đúng rồi đúng rồi. Bởi vì không có cần xài tó lắm anh. Anh cái đây gần đi xa mới lấy tó có vậy chứ. Có tó thì xuống như đây qua đó anh khỏi tó. Anh đi xuống nhà thương anh nuôi bệnh đó. Rồi cái nuôi bệnh có đi hay sao lấy tó mình chống đi mới nổi. Dọn lát ra đuối. Dạ dạ. Thì hôm nay đến giới thiệu cho quý bà con cô bác Mạnh Thường Quân gặp được hoàn cảnh của chị Duyên là 63 tuổi. Còn anh Sang là 36 tuổi. Cả hai đều bị tật hết trơn quý cô anh chị. Thì chị Duyên thì bị hai cái chân luôn. Còn anh Sang thì bị một cái chân chân phải. Đó. Thì để em sẽ làm clip để em đăng lên trên mạng để như là kêu gọi bà con giúp đỡ cho gia đình. Gia đình mình có số nghèo gì không? Hồi cái năm hồi năm rồi á có hộ nghèo rồi cái bắt đầu ảnh bán vé số này cái ở đây cũng khổ lắm chú ơi. Cái bán vé số này tôi nói thiệt thấy được trăm ngoài đó nghe nói ngày trăm ngoài đó mà thiệt từ xăng rồi chừng này bệnh hoạn rồi người ta không thấy đâu người người ta có hộ nghèo tôi rồi thấy ông thấy người ta lại ta cho nè bên cận nghèo hả? Mình cận nghèo. Chung thì trừ tiền xăng ra cũng còn được mấy chục ngàn hả? Mấy chục ngàn xăng 40 ngàn đó. 40 nếu mà trăm hai mấy thì cũng còn rồi, có anh, đâu có nhiêu đâu. Anh bán mà thiếu người ta nữa, chứ không bán thiếu rồi bán không được. Yeah. Đi giờ bị bệnh hoạn người ta không quấy, ta mua xỉu à. Chung thì hôm nay. Vậy chú ơi. Thì video của Kỳ sẽ kết thúc ở đây. Chúc anh chị nhiều sức khỏe để mà trên đi làm. Nhiều lắm. Thì khi có nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì Kỳ sẽ lại đây một lần nữa. Cũng mang ơn nhiều mà không có cũng mang ơn nhiều trong quá trình mấy chú đợi tự giờ cũng tội nghiệp chứ lắm luôn.